Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm học 2022. Mình tên là Nguyễn Kim Anh Bích, học sinh lớp 3C, trường tiểu học Nguyễn Huệ, huyện Yagrai, tỉnh Gia Lai. Mình sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, nơi cho mình biết yêu từng hạt cà phê hay cảm giác bình yên một buổi sớm mai thức dậy. Hai năm qua, dịch Covid đã làm thay đổi cuộc sống của chúng ta quá nhiều các bạn nhỉ. Hằng ngày, thay vì được đi qua những cung đường đẹp từ nhà đến trường, thì thỉnh thoảng chúng ta lại phải ở nhà học trực tuyến thông qua máy tính hoặc điện thoại. Thời gian chúng mình phải nhìn chiếc màn hình máy tính còn nhiều hơn thời gian chúng mình được trò chuyện cùng người thân nữa cơ. Vậy, sau những giờ học online căng thẳng, các bạn sẽ làm gì? Còn mình sẽ tìm đến những quyển sách. Những quyển sách đưa mình vào một thế giới mà mình luôn muốn được sống một lần trong nó. Tuổi thơ của mình trở nên thật đẹp khi được làm bạn cùng những quyển sách. Các bạn biết không, những quyển sách nhỏ có thể cùng mình đi khắp mọi nơi. Sách cho mình biết tí về mọi thứ trên đời, vẽ ra cho mình những cảnh đẹp từ mọi miền thế giới, dạy cho mình những bài học để mình trở thành một đứa trẻ biết yêu thương và san sẻ. Có một quyển sách nhỏ mình muốn chia sẻ đến mọi người. Quyển sách mang tên Toto Chan bên cửa sổ của nhà văn Kuro Yanagi Tetsuko. Quyển sách như tiếng lòng mà mình muốn gửi đến mọi người, gửi đến những thầy cô giáo và cả những bậc phụ huynh với thông điệp hãy lắng nghe trẻ em bằng tình yêu thương. Cuốn sách được sáng tác bởi nhà văn Kuro Yanagi Tetsuko, minh họa bởi Iwasaki Chihiro, dịch bởi Trương Thùy Lan, Hội Văn học, Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam vào năm 2011, tranh vẽ 19cm với 355 trang. Tác giả Kuro Yanagi Tetsuko sinh ngày 9 tháng 8 năm 1933 ở Tokyo. Bà là một diễn viên, ngôi sao truyền hình kim vận động viên Nhật Bản nổi tiếng. Tác giả của cuốn sách cho trẻ em bán chạy nhất nước Nhật, đảm nhiệm vai trò cố vấn của WWF, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, và đại sứ thiện chí cho UNICEF, Quỹ Nhi đồng Liên hiệp Quốc UNICEF. Chuyện kể về cô bé Toto San hiếu động bị đuổi học ngay những ngày đầu vào học lớp 1. Mẹ cô đã phải vất vả rất nhiều để tìm một ngôi trường mới cho cô. Một ngôi trường có thể chấp nhận mọi trò nghịch ngợm, tò mò của một cô bé luôn khao khát tìm hiểu vạn vật xung quanh mình. 16 tuổi, vừa mới đi học nhưng Toto Chan đã bị đuổi học ở trường tiểu học vì lý do em quá nghịch ngợm và lạ lùng so với các bạn. Em gây ra một mớ rắc rối khiến cả lớp hỗn loạn. Trong khi cả lớp yên lặng học bài, chăm chú nghe cô giáo giảng, thì em lại đóng mở nắp bàn hàng trăm lần. Dù chẳng lấy ra thứ gì nhưng em coi đó là một điều hết sức thú vị khi bước chân vào một ngôi trường mới. Rồi em nói chuyện với chim chóc, với cây cỏ. Việc làm của em không sai, nhưng nó lại gây phiền phức cho cô giáo và các bạn trong lớp. Còn rất nhiều hành động khác nữa, và điều này làm cô giáo không thể chịu đựng được. Cô gọi mẹ em đến và đề nghị bà cho em chuyển trường. May mắn sao, cuối cùng thì bà cũng tìm được ngôi trường Tomoe của thầy hiệu trưởng Kobayashi Sosaku. Một ngôi trường mà chắc hẳn rằng nếu ai đã một lần từng đọc qua cuốn sách này cũng sẽ ước muốn một lần được học tại ngôi trường này. Một ngôi trường đặc biệt có lớp học là những toa tàu cũ. Cả trường chỉ có 50 học sinh, ai cũng đặc biệt như Toto San, thậm chí có cả những bạn bị khuyết tật. Tại ngôi trường sử dụng phương pháp giáo dục trẻ em rất mới mẻ, đầy tình yêu thương và trân trọng bọn trẻ. Mỗi ngày đến trường với các em đều là một ngày vui và được học hỏi nhiều thứ. Sự cảm thông, tình yêu thương đối với con người, động vật, trách nhiệm bản thân với người khác. Cho đến sau này, dù có người không có điều kiện tiếp tục học nữa, thì họ cũng rất tự tin về bản thân và thành công theo một cách nào đó. Và tác giả là một trong những đứa trẻ đã học tại ngôi trường này. Toto San cảm thấy rất vui vì em được đến học một ngôi trường đặc biệt như vậy. Một ngôi trường có một thầy hiệu trưởng đã dành cả buổi sáng để nghe em kể chuyện. Một ngôi trường với cấu hình là những toa tàu cũ, không giống bất kỳ một ngôi trường xây kiên cố bình thường. Một ngôi trường em được tự do làm điều mình thích, được tự giải quyết tất cả những vấn đề mình gây ra. Điều thôi thúc em nhất là mong trời sáng thật nhanh để được đến trường, để được học tập và vui chơi cùng các bạn.
ở ngôi trường mới xảy ra biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp và làm em nhớ mãi. Em biết có những bạn không được may mắn như mình, đó là cậu bạn Sasuke-chan, cậu bị bại liệt cả tay và chân. Cậu bạn Sasuke-chan nhỏ bé, cơ thể kém phát triển hơn những bạn đồng trang lứa, luôn bị học sinh trường khác bắt nạt. Toto-chan đứng về phía cậu ấy, bảo vệ và chở che. Trường có khá ít học sinh, có lẽ chỉ bằng một hoặc hai lớp ngôi trường đầu tiên. Những học sinh ở đây có thể có những số phận khác nhau, nhưng giữa các em không có sự phân biệt về hoàn cảnh gia đình, khiếm khuyết thân thể hay bất kỳ điều gì khác. Học sinh được tự do phát triển bản thân, các em tự thực hành nghiên cứu trong giờ học với sự hỗ trợ của giáo viên. Mỗi em lựa chọn một môn học mình yêu thích, thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô luôn quan sát và hướng dẫn các em hoàn thành bài tập cũng như những vướng mắc trong cuộc sống. Mọi thứ của ngôi trường này không được trang hoàng như ngôi trường cũ kia, nhưng không chỉ riêng gì Toto-chan mà tất cả học sinh khác đều rất yêu trường và gắn kết với ngôi trường Tomoe ấy. Vượt qua những trở ngại và khác biệt tính cách, các học sinh ở Tomoe đều hòa hợp với nhau như anh em. Thầy hiệu trưởng Kobayashi tôn trọng học sinh của mình, luôn để chúng tự do, phát huy cá tính, khả năng bẩm sinh. Ở Tomoe không có thời khóa biểu nhất định. Học sinh thích học môn gì nhất thì cứ tự học môn đó trước và những môn không thích thì học sau cùng. Các thầy cô chỉ làm nhiệm vụ hướng dẫn các em khi cần và cho bài tập. Nhà trường còn tổ chức cắm trại, đi du lịch cho các em được mở mang tầm mắt, gần gũi với thiên nhiên. Học trong một ngôi trường như vậy thì chắc chắn ai cũng luôn muốn đến trường mỗi ngày các bạn nhỉ. Nếu được chọn là đại sứ văn hóa đọc, em muốn gửi gắm đến mọi người một thông điệp rằng hãy cho trẻ em chúng em có quyền được lựa chọn những quyển sách với chủ đề chúng em thích và quan tâm thay vì buộc chúng em phải đọc theo sở thích của người lớn. Các bạn biết không, có những quyển sách chúng ta mua về, chúng ta đã đọc đi đọc lại nhiều lần và chúng ta có nhiều cơ hội để đọc thêm những cuốn sách khác hoặc tương tự từ các thư viện, từ những món quà của ba mẹ và các bạn tặng chúng ta trong những ngày đặc biệt. Tuy nhiên, các bạn có biết không, có rất nhiều những người bạn nhỏ xung quanh chúng ta vẫn luôn khao khát được cầm trên tay những cuốn sách muôn màu, nhưng các bạn vẫn chưa có điều kiện thực hiện ước mơ nhỏ bé ấy. Vậy tại sao chúng ta lại không gửi nó đến với mọi người, những người yêu thích đọc sách? Và từ đó, em luôn có một ước muốn nho nhỏ là có cơ hội xây dựng một tủ sách ước mơ cho các trường học ở vùng sâu, vùng xa trên quê hương em, nơi thu sự những quyển sách đến từ mọi miền đất nước của mọi người. Đó có thể là những quyển sách đã có những vết rách hay bám bụi bẩn, nhưng nó có thể là món quà tri thức vô giá mà mọi người có thể mang lại cho các bạn học sinh vùng cao. Những bạn nhỏ khao khát được đến trường, khao khát được sống một cuộc sống đủ đầy. Nhưng mình nghĩ rằng một người không thể thực hiện được ước mơ cho nhiều bạn, nhưng tất cả chúng ta cùng chung tay thì những quyển sách ấy sẽ làm nên phép màu đến với các bạn đang chờ đợi bằng tất cả yêu thương. Cảm ơn các quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe bài dự thi của mình. Tạm biệt các bạn.